Đây là một tên trộm đỉnh nhất mà tôi từng thấy. Nhưng lần này gặp khóa vân tay thì phải làm sao? Chỉ thấy anh ta đi lên nhà lục lọi, rồi lấy cuộn băng dính lớn cùng một chai keo 502 và một cái vòng sắt. Sau đó cắn một đoạn băng dính ra dán lên tay nắm cánh cửa, để vòng sắt lên miếng dán rồi đổ keo 502 lên trên. Bật bếp ga lên, dùng lửa hơ khô. Sau đó lấy miếng keo 502 đã hơ khô ra, đặt trực tiếp vào khóa vân tay. Thế là đã thành công mở cửa vào trong. Nhưng lại có thêm một vấn đề nan giải trước mắt. Đó chính là cánh cửa an ninh bằng thép có rất nhiều mật khẩu này. Đến siêu trộm mà phải bó tay sao? Không thể như thế được. Đầu tiên anh ta dùng khoan điện đục vài lỗ trên cửa, tiếp theo dùng phễu đổ nước vào trong. Sau đó bơm khí nitơ vào lỗ khóa, treo ga giường lên và đứng chờ kỳ tích. Lúc này chất lỏng đã từ từ tràn ra khắp cánh cửa, một giây sau từng con ốc một bị văng ra. Thế là cửa đã bị nổ tung do giãn nở. Siêu trộm tiến vào trong thì nhìn thấy xung quanh chẳng có gì giá trị. Cái quỷ gì đây, một bộ đồ đua xe sao? Thôi kệ, lấy về bán tạm kiếm tiền nạp phi phai. Nhưng anh ta không biết rằng tất cả việc mình làm đã bị theo dõi từ con kiến nhỏ này. Trở về nhà, siêu trộm buồn bực liền lấy bộ đồ ra xem, thì nhìn thấy cấu tạo của bộ đồ khá đặc biệt, khiến anh ta rất tò mò mà tìm hiểu. Sau đó mặc bộ đồ lên người rồi nhìn vào gương. Nhìn cũng ngầu phết anh em nhỉ. Nhìn thấy trên bàn tay có hai nút bấm, anh ta liền bấm vào xem như thế nào. Ai ngờ điều bất ngờ đã xảy ra, siêu trộm đã bị thu nhỏ thành người tí hon. Nhìn mọi thứ to lớn trước mắt khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên trong mũ sắt nghe thấy tiếng một ông già, làm anh ta vô cùng hoang mang. Thì lúc này một người đàn ông xuất hiện trực tiếp mở vòi nước. Một trận lũ trong bồn tắm ảo ra cuốn bay siêu trộm đi, sau đó đẩy anh ta ra bên ngoài, lại bị dây mịt rơi trúng, khiến anh ta rơi xuống khe hẹp, rồi trực tiếp rơi xuống vũ trường lầu dưới. Tiếp theo siêu trộm bị hất bay xuống sàn, phải liên tục lăn lộn tránh né vô số những đế giày. Sau đó anh ta bị một đôi chân đá rơi xuống lầu dưới, lại bị hút vào máy hút bụi. Sau một hồi quay như trong chóng, thì siêu trộm bị hất văng ra ngoài cửa. Chưa kịp thở thì nhìn thấy một con chuột khổng lồ bên cạnh. Anh ta sợ hãi nhảy lên chiếc bẫy chuột rồi bay ra ngoài cửa sổ. Anh rơi trên nóc xe, cuối cùng cũng quay lại hình dáng ban đầu. Giọng ông già lại nói bên tai, người hãy mau để bộ đồ lại chỗ cũ. Thế là siêu trộm liền sợ hãi thu xếp, rồi lẻn vào ngôi nhà hôm trước trả lại bộ đồ. Nhưng vừa nhảy ra ngoài thì liền bị cảnh sát bao vây. Không có gì ngạc nhiên cả, vì anh ta đã quá quen rồi. Giọng của ông già nói trong mũ sắt chính là Hanh. Nhiều năm trước ông ta đã nghiên cứu ra hạt tim có thể thu nhỏ con người. Thế là bố của Tony muốn Hanh cống hiến thành quả nghiên cứu. Khôn như ông quê tôi xích đầy, Hanh đã từ chối ông ta. Và bây giờ công ty tim mà Hanh sáng lập đã rơi vào tay Tony. Anh ta đã nghiên cứu ra bộ giáp cánh vàng mới nhất và chuẩn bị bán cho Hydra để tạo ra một đội quân ong vàng. Tuy đội quân ong vàng này nhỏ con nhưng lại có võ. Nói không phải điêu chứ, chỉ với vài lính ong vàng thì đã có thể tiêu diệt cả hai đội quân. Nhưng hiện tại tên Tony vẫn chưa có cách vào để thu nhỏ vật sống cả. Còn Scott là một tên trộm siêu đỉnh, nhưng cuộc đời anh ta lại hơi đen tí. Vừa ra tù tính hoàn lương thì vợ lại tái hôn với một tên cảnh sát. Bởi vì Scott không trợ cấp nên cũng không được gặp con gái. Thế là anh ta quay lại nghề cũ, ai ngờ trộm không thành lại phải vào tù. Đúng lúc Scott đang buồn rầu thì Hanh tìm đến. Sau khi cho đám kiến che camera giám sát lại, thì Hanh nói bộ đồ chiến đấu đó là của tôi. Cũng là tôi cố ý để anh trộm đi. Mục đích chính là để anh có cơ hội được một lần làm anh hùng trước mặt con gái. Scott trở về phòng với tâm trạng rối bời thì nhìn thấy vài con kiến bò vào. Quan sát kỹ thì đó là bộ đồ chiến đấu của người kiến. Một giây sau nó biến thành kích cỡ bình thường. Lúc này cảnh sát đang đi tuần tra, còn đám kiến bên này bắt đầu đếm ngược. Scott không chút do dự, anh vội vàng mặc bộ đồ chiến đấu vào. Cảnh sát đi đến nhìn vào, ủa alo, người đâu rồi? Còn Scott tí hon đang chạy qua dưới chân của anh cảnh sát, sau đó chui qua cửa rồi nhảy xuống bậc thang. Lúc này một con kiến biết bay xuất hiện, Scott liền nhảy lên người nó. Thế là anh ta đã thành công vượt ngục. Vì đây là lần đầu được bay như này nên Scott vẫn còn hơi ngợp. Anh ta suýt nữa đã nôn ra trong mũ sắt. Cuối cùng do không chịu được nữa mà rơi từ trên lưng kiến xuống. Lúc tỉnh lại thì nhìn thấy một em xinh tươi đang đứng trước mặt. Cô ta liền nói ra in tư là mình con gái của Hanh, tên là Laura, rồi rời đi. Scott nhìn xuống dưới thì thấy rất nhiều kiến, nhẹ nhàng bước qua chúng để nó ra ngoài thì anh gặp lại Hanh. Sau đó ông Hanh dẫn Scott đến phòng thí nghiệm của mình, rồi dạy anh ta nguyên lý hoạt động của bộ đồ chiến đấu thu nhỏ này. Và hy vọng Scott có thể dựa vào kỹ thuật chôm chìa của mình, phối hợp với con gái của ông để trộm bộ giáp chiến ong vàng ra. Nếu thành công thì ông ta sẽ cho Scott dùng cái cối của con gái mình suốt đời. Anh ta nghe xong thì không một chút do dự liền đồng ý. Cha ông có câu chết vì gái là cái chết thoải mái nhất. Sau đó ngày nào Laura cũng huấn luyện cho Scott chiến đấu. Ông Hanh cũng cho anh ta vũ khí độc quyền. Màu đỏ là thu nhỏ, còn màu xanh là để phóng lớn mục tiêu. Scott bây giờ cũng đã nhận biết được các loại kiến. Anh cũng có thể điều khiển và phối hợp với chúng càng lúc càng ăn ý.
suốt đứng sau đường bịt kín của máy bay để bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên. Anh mang theo đội quân kiến bay về phía trên nhà kho công ty của Tony. Vừa đáp xuống thì Scott đã bị Falcon tuần tra phát hiện. Anh ta liền biến trở về nguyên dạng. Scott nói mình là người kiến, lần này đến đây là muốn mượn thiết bị gây nhiễu điện tử. Hy vọng Falcon có thể nể mặt mình. Falcon liền trả lời nể cái con cú nè, rồi muốn tóm lấy anh. Scott liền thu nhỏ lại, Falcon lập tức bay lên rồi định vị được Scott. Sau đó đến gần định đạp anh một phát, nhưng liền bị người kiến thu nhỏ lại dạy cho một bài học. Đánh nhau một hồi thì cuối cùng Falcon cũng bắt được người kiến. Nhưng anh ta liền thu nhỏ, nhảy lên lưng kiến chúa bay vào nhà kho. Falcon liền đuổi theo, nhưng ai ngờ lại như vậy. Vì người kiến đang ở bên trong phá hủy từng mạch điện của anh ta. Falcon không có đôi cánh nên chỉ đành đóng vai ông chồng bất lực. Sau khi quay về, Scott lấy thiết bị gây nhiễu điện tử ra đưa cho ông Hanh. Còn tên Tony bên này cũng đã hoàn thành thí nghiệm thu nhỏ vật sống. Sau đó Scott gọi đồng bọn trước đây của mình đến, để cùng ông Hanh bàn về phi vụ đi trộm bộ giáp kiến vàng lần này. Cùng điền tay theo dõi xem họ có thành công không nhá. Lúc này bốc đóng giả nhân viên bảo an, rồi lẻn vào trong công ty. Sau đó tung một đấm hạ gục đội trưởng đội bảo an, sau đó đóng vang tiêu thoát nước lại. Còn người kiến ở bên ngoài mở cửa xe ra, rồi nhảy xuống cống nước. Trên con thuyền nhỏ được làm từ kiến, Scott đang lướt trên mặt nước anh như con sóng. Nhờ sự giúp đỡ của đàn kiến, Scott vượt qua ống nước, thành công lẻn vào trong công ty, rồi đi đến cửa thông gió, ra lệnh cho đàn kiến tấn công tên vệ sĩ. Thế là bốc thuận tay hạ gục hắn ta. Sau đó Laura đến quẹt thẻ đi vào, thế là đã thành công đặt thiết bị gây nhiễu điện tử vào trong phòng máy. Còn bên này Tony mời ông Hanh đến công ty, để ép ông phải chứng kiến cảnh hắn ta bán bộ đồ chiến đấu cho Hydra như thế nào. Lúc này người kiến hiện tại đã bay vào phòng máy. Anh ta điều khiển đàn kiến bò lên tất cả các thiết bị điện tử, rồi ra lệnh chúng phá hủy hết các linh kiện bên trong. Còn bên ngoài thì đồng đội nhân cơ hội đột nhập vào hệ thống công ty, rồi bắt đầu bẻ khóa. Tiếp theo Scott cùng đàn kiến lửa bay vào bên trong, sau đó đi đến thiết bị hạt pin để gài bom. Chỉ trong một giây đàn kiến đã đặt bom ở khắp nơi. Người kiến bay đến đứng trên cửa hộp chứa ong vàng. Chờ đồng đội bên ngoài xác nhận, Scott liền lập tức đu dây nhảy xuống bên dưới. Nhưng sắp lấy được thì bộ giáp vàng đã bị lấy đi. Hóa ra tên Tony sớm đã đoán được ông Hanh sẽ bày trò, nên hắn ta đã giả vờ phối hợp diễn kịch cho vui mà thôi. Sau đó hắn ta nhốt người kiến bên trong, rồi tính khử tiêu ông Hanh, thì liền bị Laura chĩa súng vào hắn ta. Bỏ súng xuống đi thằng ngu. Khi hắn ta sắp bóp còi, thì người kiến liền phá vỡ cửa kính. Sau đó phóng ra ngoài dùng tốc biến hạ gục từng tên vệ sĩ. Nhưng ông Hanh đã bị bắn trúng, Scott liền đi đến hỏi thăm. Thì bị tên Tony chĩa súng vào chuẩn bị bóp cò, thì bị vô số kiến lửa tấn công. Hắn ta sợ hãi lấy bộ giáp cánh vàng bỏ chạy, người kiến liền đuổi theo. Đối mặt với đám vệ sĩ, người kiến liền thu nhỏ lại, rồi nhảy lên nòng súng. Tung một cú đá là hạ gục một tên. Kéo cả vạt ngã ra sau, lại hạ thêm một tên. Sau đó bọn chúng dùng súng bắn liên tục về phía người kiến. Thì đột nhiên Bốc xuất hiện hạ gục từng tên. Bốc cứ tưởng người kiến quẻo rồi, ai ngờ anh ta vẫn còn sống. Bên này Hanh đã bị thương, ông liền lấy dây xích chìa khóa ra. Thế là một giây sau, một chiếc xe tăng bay từ trên tòa nhà xuống. Lúc này tên Tony lên máy bay chuẩn bị bỏ trốn, ai ngờ Scott cùng một đàn kiến xuất hiện. Mặc dù hắn ta nổ súng bắn, nhưng vẫn không cản bước được Ma Game Min. Người kiến dùng một đấm phá vỡ kính máy bay rồi nhảy vào trong. Tên Tony thấy vậy liền nổ súng bắn loạn xạ. Rồi tận mắt chứng kiến, công ty của mình sau một trận nổ đã biến mất vào hư vô. Hắn ta vô cùng tức giận, liền mặc bộ giáp cánh vàng vào. Sau đó hắn ta dùng tia laser tấn công, buộc người kiến phải né liên tục. Thấy vậy hắn ta biến nhỏ lại rồi chơi tay đôi với người kiến. Rồi cả hai rơi vào trong chiếc hộp. Vào bên trong cả hai liên tục tẩm quất cho nhau, hắn ta liên tục dùng tia laser để tấn công người kiến. Sau đó cả hai cùng chiếc hộp rơi xuống nước, nhưng chỉ tên Tony còn sống bay lên bờ. Nhìn thấy mình bị phát hiện, hắn ta liền dùng súng tiêu diệt chủ nhà. Thì người kiến đột nhiên nhảy ra tiếp tục đánh nhau với hắn ta, nhưng lại bị hắn ta tẩm quất cho trận nữa. Hắn ta thừa thắng xông lên, thì bị người kiến gõ vào đầu, trực tiếp bay dính vào trong bóng đèn. Lúc này hai tên cảnh sát xuất hiện, tưởng Scott là trộm liền dùng súng điện bắn hạ anh ta. Thế là ong vàng được ông bà gánh còng lưng. Lúc này người kiến ngồi trong xe cảnh sát chưa đi được bao xa, thì liền nhận được tin báo có nhà bị trộm đột nhập, lại chính là nhà của con gái người kiến. Thì ra ong vàng đã đến đây. Người kiến liền đội mũ sắt lên, rồi thu nhỏ lại trốn thoát. Người kiến khi đến nơi thì đã thấy hắn ta đã bắt con mình. Anh liền úp sọt hắn rồi nhanh chóng thu nhỏ lại bỏ trốn. Còn tên ong vàng như con nai vàng ngơ ngác bắn loạn xạ. Một giây sau, người kiến chạy đến cùng với một đàn kiến chúa. Dù hắn ta liên tục tấn công cũng không xi nhê. Tên ong vàng lúc này bị kiến chúa cắn lén nên ức chế tột đỉnh. Hắn ta tức giận liền bật chế độ hủy diệt hạ từng con một. Người kiến ném vũ khí phóng to vào hắn ta nhưng không thành công. Đột nhiên cảnh sát lúc này xuất hiện khiến hắn mất tập trung. Người kiến liền chui vào người hắn ta, trực tiếp phá vỡ từng linh kiện bên trong.
chỉ trong một giây người kiến đưa hắn ta lên ngắm gà khỏa thân. Sau đó anh lạc vào thế giới ảo, những lời thì thầm của đá khiến suốt rơi vào hôn mê. Nhưng phút cuối nghe được tiếng gọi của con gái mình, anh ta đã thoát ra được. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm 2 lần đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim hấp dẫn tiếp theo.